Dự án khu du lịch non nước Nam Sông Lô nằm trên núi Hòn Dồ, phía tây đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, có quy mô diện tích 16 hectare, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007. Theo kế hoạch, sau 12 tháng thi công, dự án này sẽ đưa vào hoạt động. Thế nhưng, sau gần 11 năm, toàn bộ diện tích thuộc dự án gần như vẫn nguyên hiện trạng. Khoảng vài tháng nay, chủ đầu tư rầm rộ đào bới, san ủi, khiến một diện tích lớn thảm thực vật bị phá trắng, trong khi giấy phép xây dựng chưa có. Tương tự, dự án khu biệt thự vườn The Panorama Villa có diện tích hơn 16 hectare ở khu vực Hòn Rớ. Sau 5 năm cấp giấy chứng nhận, gần đây chủ đầu tư mới bắt đầu san ủi mặt bằng. Đáng nói ở chỗ, không chỉ các dự án có quy mô vừa và nhỏ trì trệ, hiện trên địa bàn xã Phước Đồng còn xuất hiện dự án treo có quy mô lên đến gần 2.200 hectare. Theo phát biểu của lãnh đạo Sở Xây dựng tại buổi làm việc với xã Phước Đồng, chưa bàn đến tính khả thi, riêng thẩm quyền phê duyệt dự án đã thấy có vấn đề. Bên cạnh đó, tại khu vực núi Cù Hinh cũng tồn tại nhiều dự án được cho là không phù hợp với quy hoạch. Dự án Lan Hồ Bình Sơn Tạo đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư chúng ta kiểm tra lại với một cái diện tích 2.190 ha có thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch Đầu tư để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho họ hay không, hay là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Toàn bộ cái núi Cù Hinh này thì nó dính vô hai địa bàn, một là thành phố Nha Trang, hai là Cam Lâm. Thành phố Nha Trang căn cứ cái quy hoạch 1396 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25 tháng 9 năm 2012, toàn bộ hòn núi đó là cây xanh. Các sở ban ngành chúng ta tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh thỏa thuận thống nhất khoảng 20 dự án trên đó, to có, nhỏ có, bé có, nó cũng giống như là cái núi Cô Tiên vậy. Hàng loạt dự án chậm chân tại chỗ, trong khi sức nóng về đất đai ngày càng tăng nhiệt. Thực trạng này đã khiến xã Phước Đồng trở thành một trong những điểm nóng về xây dựng trái phép. Đáng chú ý, không chỉ tự ý san ủi đất, phân lô bán nền, chuyển mục đích đất. Trên địa bàn còn xuất hiện tình trạng xây dựng trái phép các công trình có quy mô, diện tích lớn dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành. Hoạt động diễn ra tinh vi dưới nhiều hình thức, trong khi chính quyền địa phương thì lúng túng. Lo ngại trước tình trạng này, mới đây ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đi kiểm tra một số dự án tại Phước Đồng, qua đó có những chỉ đạo quyết liệt đối với các sở ngành. Các nhà đầu tư là phải giữ nguyên cái chữ tín với lãnh đạo địa phương nhé. Từ 2004 cho đến giờ thì các ông chỉ biết là coi như quá lâu các ông chỉ. Mà toàn bộ là giai đoạn 2011, 2015, 7-8 năm hết rồi. Tôi đề nghị là vai trò quản lý nhà nước của các sở ngành là các ông chí khẩn trương. Qua cái buổi làm việc này đó, tôi đã chỉ một số các cái địa chỉ rồi đó, là các đồng chí phải xúc tiến. Sở kế hoạch đầu tư là các ông chí là phải gọi lên, cam kết bây giờ ông có làm hay không. Bữa trước bữa sau là có thể là báo cáo ủy ban là để thu hồi. Chứ còn tôi nói tình hình mà có như một cái địa phương như thế này, 29 cái dự án. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư, hiện trên địa bàn xã Phước Đồng có 29 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 8 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 21 dự án đang triển khai và chậm tiến độ. Đặc biệt có nhiều dự án đã có từ năm 2004, nhưng cho đến nay vẫn chưa xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Quy hoạch treo, quy hoạch chồng lấn quy hoạch, thậm chí quy hoạch phá vỡ quy hoạch tổng thể. Đây là thực trạng đã và đang diễn ra tại xã Phước Đồng. Chưa bàn đến trách nhiệm thuộc về ai, song rõ ràng, việc để kéo dài những quy hoạch nhập nhằng và không khả thi đã tạo nên gánh nặng lớn đối với cơ quan quản lý và tình trạng lấn chiếm, cơi nới, mua bán đất đai, nhà cửa trái phép diễn ra ồ ạt là điều khó tránh khỏi.